Hello, xin chào một bà con. Bây giờ tôi lại giới thiệu cho bà con về cách trồng cây bù ngọt trong vườn nhà. Trong vườn nhà chúng ta có thể là trồng tận dụng trồng bù ngọt để chúng ta lấy rau nấu canh. Xin mời bà con. Đây là cái hàng bồ ngọt của gia đình nhà tôi trồng trồng trước nhà với hai bên ngõ, trồng làm hàng rào dọc bờ ngõ. Thì bà con á, thì mục đích là trồng bồ ngọt này á, là để chúng ta lấy rau để nấu canh hàng ngày. Khi nào mà đi làm về mà bận rộn, ngày nào bận rộn không đi chợ được, thì chỉ cần đi ra nương, ra ngoài bờ là chúng ta có thể hái được một nắm rau để chúng ta nấu canh. Thì cái bồ ngọt này bà con là rất là dễ trồng. Bà con chỉ cần chặt hóm cành, chặt cành hóm dài khoảng 30 phân, là bà con rạch rạch đất ra, thì bà con bỏ phân phân chuồng hoai mục vào, rồi bà con lấp đất lại và bà con tưới tưới nước dưỡng ẩm khi nào cho nó mọc chồi ra rễ thì thôi, thì khi nữa là chúng ta giảm tưới lại. Còn giai đoạn đầu là cần tưới liên tục. Đây là loài cây cái rau cũng rất là ưa nước, trời chúng ta càng tưới nó càng tốt, càng tưới càng tốt. Đấy bà con. Cái rau này bà con ạ, thì chúng ta trồng dọc bờ để chúng ta làm bờ rào, để vừa là nấu canh ăn vừa hái để nấu canh. Khi cái rau là chúng ta tự trồng là bà con ăn rất là yên tâm, không phải lo phun thuốc, tự trồng không lo phun thuốc gì cả, không ai lại đi phun thuốc hại mình cả. Đấy, bà con mua rau ngoài chợ bà con cũng yên tâm, rất là được rau sạch, ăn rất là yên tâm. Đây trồng đây. Mỗi lần hái xong rau nó già đi thì bà con cứ cắt 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 ngang cành, cắt tầm đấy, bà con cứ cắt tầm sát sát đất, cắt sát sát đất hoặc là cao lên khoảng 20-30 phân, 20 phân, 30 phân, tùy tùy bà, tùy bà con, là nó lại đẻ ra cái chồi mới đó. Bà con cứ tưới được là nó lại đẻ ra chồi mới. Khi nào mà cây nó kém đi bà con thì tiếp tục bỏ phân vào, bỏ phân chuồng hoai mục vào, thì bà con bỏ thêm tổng hợp vào nữa để nó lại phát triển. Đặc điểm của cái rau bù ngọt này á, bà con ạ, bà con ăn sống cũng được, ăn sống ăn gỏi đấy, ăn sống cũng rất là ngon, ăn rất thơm mà ngon, bùi ăn rất giòn mà bùi, có người ăn là nghiện đấy bà con ạ, ăn dần là quen, ăn nhiều là nghiện, và ăn cũng rất là mát. Rau này giống như một vị thuốc ấy, ăn rất là mát. Có người nóng sốt mà hái cái này rửa sạch vo lấy nước uống là hạ nhiệt đấy bà con. Cái rau bù ngọt này cùng nói với bà con là cái rau này đàn ông ăn cũng rất là có lợi, ăn ăn rất là có lợi cho sinh lý. Ai mà trông trông yếu
thì chăm chăm đậu cái rau bông ngọt này cho chồng ăn rất là tốt. Đây bà con xem, trồng trồng hai hàng, chỉ cần hai hàng dọc bờ ngõ này mà ăn không hết bà con ạ, ăn không hết, còn phải cho cả chòm xóm ăn ăn ké bà con. Có thể mình hái đi bán cũng được bà con. Rau bông ngọt này còn rất tốt cho phụ nữ, phụ nữ nhất là phụ nữ mà về đường ấy á, về 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 phụ nữ mà sau khi sảy thai thì là người ta hay thường ăn cái rau bùn ngọt này để cho nó tống cho sạch đấy, cho tốt đấy. Nhưng mà cảnh báo về chị em phụ nữ là ai mà có bầu thì cũng nên ăn ít, ăn thì ăn được ăn ít không nên ăn nhiều vì nó có tính tống, ăn nhiều thì không biết là cái bầu thai nó có bị gì không, cái này tôi không dám khuyến khích bà con. Chị em phụ nữ là ăn nhiều nhưng mà cũng ăn ít thì ăn được, nhưng mà sau sinh rồi thì phụ nữ cho con bú thì ăn thoải mái, bà con cứ cứ nấu nấu canh ăn thoải mái, nấu canh cho trẻ con ăn cũng rất là tốt. Bà con trồng thế này thì cứ về cái là có rau ra vườn, có rau ăn liền, không phải đi chợ gì hết, không phải mất thời gian gì cả, được rau sạch. Không ai phun thuốc cả, mình trồng mình không phun thuốc, không ai là tự đi phun thuốc nó hại mình, trừ những người tự vẫn thôi, còn người người bình thường thì không ai để đi phun thuốc rau mình nhắn cả. Mình ra chợ thì người buôn họ mình hỏi là rau này có phun thuốc hay không thì người buôn bao giờ họ nói là rau này không không phun thuốc, nhưng mà đằng sau lưng mình thì sao mà mình biết được, mình biết được rau phun hay không phun, làm sao mà mình tin được người buôn được. Người buôn bao giờ họ cũng cũng nói là rau không phun để cho dễ bán, còn nói rau phun thuốc rồi thì không ai dám mua đâu. Vì vậy thì tin thì không thì quyền mình thôi, mình hỏi thì họ cứ nói vậy thôi, chả lẽ họ nói là rau phun thuốc ấy. Có phải không bà con? Còn mình trồng thì chắc chắn 100% là không bao giờ phun thuốc rồi. Tôi cũng quay để cho bà con chia sẻ với bà con ai trồng được thì nên trồng. Trong vườn mình trồng nhiều loại rau nhưng mà trong đây là có rau bùn ngọt, nhiều loại rau để mình ăn, hôm nay ăn ăn rau này thì ngày mai mình ăn rau khác, nhưng mà đặc biệt cái rau bùn ngọt này thì không thể thiếu được, cái này là rất thông dụng, thông dụng vô cùng, trồng dọc bờ dễ lắm, tận dụng cái nơi đất thừa thải dọc bờ làm bờ rào trồng, vừa áo vừa rau ăn vừa làm cảnh. Đây, tôi quay quay ngoài này cho bà con một một bờ nữa. Đấy, đấy thì tôi không cắt thấp xuống. Đấy tôi để cao hơn.
Nhưng mà chỗ nào mà có chỗ cắt thấp rồi thì tôi lấy để chỗ này rồi để cao. Để trường hợp chỗ kia chưa phát triển thì có chỗ này mà trồng sát bờ tường cũng được, đấy, bờ tường nhà. Thôi, tôi cũng chia sẻ đến đây này. Xin chào bà con, chúc bà con luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.